Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Tân Ngọ Long của nhà phát hành VNG. Thì đây là một cái tựa game SLG được quyền khiển tướng do nhà phát hành VNG phát hành tại Việt Nam. Thì tựa game này sẽ do nhà phát hành Tencent Game, tức là nhà phát hành của Trung Quốc, là nhà phát hành đồng thời nhà phát hành của tựa game Liên Quân sáng tạo nên tựa game này, tức là phát triển tựa game này nhưng mà VNG sẽ phát hành tại Việt Nam nha các bạn. Thì Tân Ngọ Long VNG là bản phát triển là làm mới đi lên từ tựa game hot là Ngọ Long Mobile VNG. Thì qua đó thì sẽ mang đến cho bạn nhiều tí nhiệm vụ hơn, thử thách mới lạ cũng cho phép các bạn người chơi trải nghiệm đậm chất chiến thuật trên cao hơn nữa trên những thiết bị là smartphone di động vô cùng hấp dẫn. Thì điều đáng nói ở đây là chất lượng hình ảnh cũng như là hiệu ứng thời tiết mô phỏng trận đánh cũng như là các yếu tố khác của tựa game này đều có Tân Ngọ Long Mobile là vô cùng đẹp mắt và lột tả chi tiết gấp nhiều lần so với bản cũ của trước kia. Trong đấy chỉ là những phần phụ và lấy yếu tố làm nên tên tuổi của thương hiệu này từ trước đến nay, chính là lối chiến thuật SLG đầy tinh lĩ của tựa game này, tức là đội binh thiên tướng nha các bạn. Thì thậm chí giờ đây còn là tiền đề cho các sản phẩm là web game trên mobile về sau phải học hỏi và làm theo rất là nhiều. Cái thừa quá khi tối đa tố chất của đó mà game Tân Ngọ Long 2022 vẫn đưa các bạn vào bối cảnh là thời Đông Hán, chiến loạn giữa ba phe Ngụy, Phục và Ngô đi kèm với các chân tướng của trên xung tâm quốc Dương Lẫy, gọi như là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Lữ Bố, Tiêu Hiền, Đại Kiều, Gia Cát Lượng, nhân dân, và còn rất là nhiều cái tướng từ thời Trung Quốc cho các bạn khám phá. Do đó thì bạn vẫn sẽ trở thành các thành chủ và ra trận của mình, cũng như là ra sức xây dựng thành trì, phát triển tài nguyên, chiêu binh mãi mã, bài binh đối trận nhân dân, rồi từ đó sẽ tham gia vào các trận đánh công thành cũng như là chiếm đất, mở mang bờ cõi, chiếm mỏ và nâng tầm ảnh hưởng của các biên giới thế lực thù địch hay là liên minh ở xung quanh của nước thành của mình. Tất nhiên thì bạn thì vẫn sẽ phải đau đầu khi phân tích rất là nhiều dữ liệu từ các báo cáo phải từ nội chính đến ngoài thành, thì để từ đó sẽ đưa ra quyết định mang tính bước mặt lịch sử, nên là lựa chọn chiến thuật giờ thành cũng như là trận hình binh pháp gì để công thành của thành thắng lợi là do bạn quyết định, hay là các lựa chọn binh thù tướng mạnh nào để đem quân đi kháng địch, hay là cho tới các chính sách ngoại giao cũng như là hâm thính điều quân chiến tranh tài kinh tế. Thì vậy mới nói thì hôm qua game mới về Tân Ngọ Long VNG mà tượng đài những chiến thuật kinh điển của Việt Nam đã có thêm một kịch trộn game tái xuất mới, chiến thuật kinh điển mới và tái xuất năm 2022 này với diện mạo mới và trang hàng hơn, game lay đầy tính kinh điển hơn và game điều binh hiện tướng đỉnh cao hơn nữa. Và về giờ đây thì mỗi trận đánh trong game đều biến hóa khôn lường, đòi hỏi các bạn phải có một tư duy linh hoạt, song song cũng không kém phần nhạy bén. Để từ đó thì sẽ hóa thân thành một vị tướng lĩnh sở hữu trong vạn binh mã xuất quân cũng như là dẹp loạn quân hùng thống nhất thiên hạ. Thế thì đây là một cái lối chơi của tựa game này. Đây nha các bạn, thì các bạn cũng sẽ xây các công trình kiến trúc ở trong tựa game và điều binh hiện tướng thì chiếm các quốc gia khác. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các chiếc code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào cho biết. Và nếu rồi thì cũng đừng quên like, share và đăng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code các bạn cần vào một cái website là code.360game.vn/v. Thì các bạn code.360game.vn/v. Đó các bạn nhấn vào, các bạn chọn game Tân Ngọ Long và các bạn tiến hành đăng nhập. Bạn đã đăng nhập rồi thì nó sẽ ra một cái danh sách như này, các bạn tiến hành. Okay, thì sau đó thì các bạn tiến hành chọn cho mình cái máy chủ mà mình đang chơi hoặc là muốn nhập code. Sau đó thì các bạn tạo một chút, các bạn để chọn cái nhân vật và tiến hành nhập code. Thì cái code thứ nhất như sau: Y 5 F 0 E 9 B 4 E. Đây là code nhất các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành nhập mã xác nhận. Thì cái code là Y 5 F 0 E 9 B 4 E. Sau đó thì các bạn nhấn vào nhận quà, nó để nhận thành công. Chúc mừng bạn là đã thành công. Sau đó các bạn quay trở về cái tựa game và các bạn tiến hành vào cái hòm thư bên đây để nhận quà. Code này sẽ nhận được các phần quà như sau: Mộc Long là chỉ nhận trong em quan đăng ký, đây là khung avatar Mộc Long nha các bạn, số lượng là 1188 quàng. Sổ Chiêu Hiền, vật phẩm quan trọng trong việc mời tài gia nhập, số lượng 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ hai, các bạn quay trở về cái trang web đó và các bạn nhấn OK. Code thứ hai như sau: Y 5 6
B, E, à, 9 E, 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 Y, 5, 6, B, E, 9, E, E, E. Sau đó bạn nhấn vào nhập mã xác nhận. Để giúp code là Y, 5, 6, B, E, 9, E, 9, E, E, E nha các bạn. Sau đó bạn nhấn vào nhận quà. Như vậy là các bạn đã nhận thành công, đã để nhận công nha các bạn. Và các bạn trở về game, các bạn vào hòm thư. Các này sẽ nhận được là chiến chưa binh lệnh level 1, dùng tăng lính dự phòng 1000, có thể đột phá giới số lượng 2, bạc số lượng 8800, 8.8k, lâu hết 8.8k. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với code thứ 3. Giờ cái code thứ 3 như sau, và những ok. Tiếp code thứ 3 là AC 3 FE, IC 3 FE 058. Các bạn nhấn vào nhập mã xác nhận. IC 3 FE 058 là có thứ 3 nha bạn. IC 3 FE 058. Nhấn vào nhận quà để nhận thưởng. Và bạn trở về hầm hư để nhận quà, trở về game, trở về hư. Có này sẽ nhận được là tăng tốc thường 3 phút, đạo cụ tăng tốc số lượng 320, gỗ số lượng 18.8k, đá số lượng 18.8k. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 4. Code thứ 4 như sau: Y 1 E B B 7674. Y 1 E B B 7674 là code thứ 4 nha bạn. Code thứ 4 là Y 1 E B B 7674. Sau đó thì các bạn tiến hành trở về cái tựa game và các bạn vào thư để nhận quà. Code này sẽ nhận được các quà sau: đá cường hóa, dùng để cường hóa tính chính của trang bị, tách trang bị nhận được các quà hóa số lượng 50, ngọc truyền khờ chung nguyên liệu tăng cấp võ tướng dùng có thể nhận 1000 SP số lượng 20, quân lệnh hoàn thành quân lệnh vật tư cần tốn khi đội quân chinh chiến số lượng 5. Thì đây là các phần quà code thứ 4 nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với code thứ 5. Thì gift code thứ 5 như sau: Y 2 7 7 F E E 9 G. Gift code là Y 2 7 7 F E E 9 G. Y 2 7 7 F E E 9 G là code thứ 5. Code thứ 5 nha các bạn. Đó, các bạn trở về tựa game này để nhận quà. Đồ thư. Code 5 sẽ nhận được là tăng tốc thường 3 phút số lượng 5, tăng tốc tiến trúc 30 phút số lượng 1, vàng số lượng 100. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái gift code kế tiếp. Gift code thứ 6. Gift code như sau: Y 5 1 3 7 7 Y 5 1 3 7 7 B 8 E. Có là Y 5 1 3 7 7 8 B E nha các bạn. 8 à, sorry bạn, Y 5 1 3 7 7 B 8 E. Rồi có cái tiếp là nhấn vào nhận quà, trở về tựa game và bạn cầu thư để nhận quà. Có này sẽ nhận được là Lữ Linh Khởi, tướng Lữ Linh Khởi đây nha các bạn. Sổ chiêu hiền số lượng 3, đây là các phần quà của toàn bộ gift code. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nhận nhanh. Đây là toàn bộ các gift code nha các bạn, toàn bộ các phần quà của gift code. Bây giờ mình sẽ mở code ở trên màn hình. Tổng cộng có 6 code, khi nào có những gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn nhận thành công và chơi vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.